ông nội, sao rồi tới nữa ông thờ ông Sẩm, ông Sơ gì đó. Nó đúng như vậy. Sao mình thương tiếc nó quá, mình không nỡ đi thì tất nhiên cái linh hồn mình còn đó. Thì bây giờ nó có dâu có con, nhập cho dâu con nó. Thì đó mình là cha nó, bây giờ mình trở lại làm cháu nó. Sao rồi nó lại mến tiếc khi nó chết rồi, thì tất nhiên nó nhập vô con cháu mình nữa, thì nó trở lại làm con mình. Đó là sự thật đấy. Tôi nói không phải là tôi đặt đi qua đâu, mà chính Đức Phật đã giảng như vậy. Nhưng mà giảng như vậy thì chưa có sáng tỏ những cái dòng thập nhị nhất. Có trước số dách mà. Rồi số 1 mới sanh ra số 2, số 2 mới sanh ra số 3, số 3 mới sanh số 4. Như vậy thì trước số 1, cái gì sanh ra số 1? Thì chúng ta phải nói số 12. Như vậy là số 12 có trước. Sao chị Tình nói lộn màu? 12 có trước thì cái gì sanh ra số 12? Thì phải nói số 11. Như vậy thì số 12 sanh ra số 1, là số 1 sanh lại số 12. Nó lẫn lộn, nó đảo lộn hết trơn. Cũng như là, mà cái đó là sự thật đấy. Là cha mẹ thì sanh ra con, ông nội thì sanh ra cha, ông cố thì sanh ra ông nội. Sao rồi tới nữa ông thờ ông Sẩm, ông Sơ gì? Vậy, sao mình thương tiếc nó quá, mình không nỡ đi thì tất nhiên cái linh hồn mình còn đó. Thì bây giờ nó có dâu có con, nhập vô dâu con nó. Thì đó mình là cha nó, bây giờ mình trở lại làm cháu nó. Sao rồi nó lại mến tiếc khi nó chết rồi, thì tất nhiên nó nhập vô con cháu mình nữa, thì nó trở lại làm con mình. Đó là sự thật đấy. Tôi nói không phải là tôi đặt đi qua đâu, mà chính Đức Phật đã giảng như vậy. Nhưng mà giảng như vậy thì chưa có sáng tỏ những cái dòng thập nhị nhân duyên. Đó phải nói là thập nhị nhân quả. Mà chúng ta phải hiểu, mà xưa tôi cũng giảng vậy thôi, tôi nghĩ là nó cũng sáng rồi. Nhưng mà thật chưa sáng lắm. Cái đó là thuộc về nhân quả. Cái đó là khoa học bây giờ hiểu rất rành. Nhưng mà khoa học chưa tiến được tới nhân duyên. Mà nếu nhân quả như vậy thì chúng ta cải sửa nhân quả theo thế nhất niệm như tôi nói hồi nãy. Tức kêu là nghiệp quả. Nhân quả thì nó chưa có nghiệp, mà mình xen vào cải sửa nhân quả thì kêu là nghiệp quả. Ví dụ bây giờ tôi vợ lỡ tôi giết loài thú nhiều quá, thì tất nhiên là thú nó trả thù tôi. Thì tất nhiên là khi tôi chết nó sẽ đòi cái linh hồn tôi. Nó sẽ hiện ra, nó phá, nó cắn, nó lấy tôi là mấy người mà giết loài thú nhiều quá thì có người bán cháu gà, bán này kia rồi đó. Thường thường chết là thấy gà nó mổ, nó đòi mạng. Tôi sợ quá đi. Như bà ba cháu gà ở Mỹ Tho đó, thì bà thật sự đấy. Bà chết rồi cho bà gà lại mổ bà sợ quá. Nó khóc lóc này kia, bà chống cự mà nó mổ đau đớn lắm mà. Rồi sau bà chết thì bà được sống lại, hồi sinh lại. Bà mới kể lại cái đó, bà mới ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối là bằng cách nào? Là bỏ bán cháu gà luôn. Bắt đầu in kinh ấn tống, mà bắt đầu kể chuyện địa ngục du ký đồ. Bắt đầu giúp đỡ người nghèo này kia. Rồi hồi hướng phước báo để về sanh về cõi trời. Chuyện như vậy là về cõi trời thôi. Đó là chuyển nghiệp đấy. Chuyển nghiệp đấy. Sao là tôi hồi đó làm ác, bây giờ tôi lấy công chuộc tội mà. Lấy công chuộc tội tức là bỏ cái xiềng sắt qua cái xiềng vàng. Nhưng mà tự nhớ là tôi cũng có giảng. Chứ không phải là tôi không giảng pháp đối trị đâu, mà giảng hoài không hết. Giảng như tôi tự nắm đâu, có nhiều cách đối trị lắm. Thì đó là cách đối trị của tôi. Thì cái đó kêu là chuyển nghiệp. Mà trong lúc tôi thí dụ cây đó, thì hôm trước tôi thường thí dụ cây bùng bát, còn mấy cây kia tôi không mới rành lắm. Thì tôi đó đi hành đạo thì tôi nằm ngay cái giường bình bát mà người ta trồng, người ta lấy cái mãng cầu á. Thì bình bát nó trồng lên cái bị cái nước mặn mà, cái mãng cầu nó không có mọc. Mà nó là hợp với cái bình bát. Rồi họ gieo hột bát xuống gốc mãng cầu, gốc bình bát. Rồi họ mới chặt ngang và thắp nhánh mãng cầu vô thì nó ra trái mãng cầu. Thì cái mùi nó là cái mùi, có cái mùi giữa bình bát và mãng cầu, chứ không phải giống như cái mãng cầu thiệt. Rồi thì chúng ta thấy rằng cái đó là chuyển nghiệp đấy. Thì nói về con người, tôi thấy thí dụ hồi nãy thì chuyển nghiệp rất rõ. Chúng ta làm ác rồi, bây giờ chúng ta muốn làm thiện thì chúng ta phải làm những cái từ bi, những cái bố thí, những cái lành mạnh để mình cải sửa, làm nhẹ đi cái nghiệp ác. Hoặc là cải sửa hẳn cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Mà cải sửa hẳn nghiệp ác thành nghiệp thiện thì chúng ta lại kẹt vào cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện cũng vẫn là nghiệp nữa. Cái xiềng vàng thì cũng vẫn là xiềng thôi. Thành ra đạo Phật không có đưa tới đó, nhưng mà phải làm cái đó đấy. Chứ không phải nói vậy là Đức Phật gạt bỏ vấn đề mà làm phước. Nên nhớ Phật tử phải thông cảm cho tôi, phải hiểu cho tôi. Có người nói là ông Sư Khang không cấm mình làm phước. Trời ơi, tội nghiệp tôi không có biểu là cấm làm phước. Mà tôi nói làm phước cái bàn đạp để rồi nghe pháp, nghe kinh, trả bài, rồi bắt đầu ngồi thiền tu hành. Có phước mới tu được, chứ tôi không phải biểu là cấm ông cho làm phước. Trời ơi, cấm ông không làm phước rồi làm sao mà đi tới trí huệ được. Cái thức phải trong sáng. Tức là những con người trời mới có thể thành Phật thôi. Còn địa ngục đạo quỷ súc sanh dính diễn, bây giờ tu vô lượng kiếp cũng không thành Phật nếu không chuyển qua người trời. Mà người trời là gì? Là phước. Là phước. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là thiếu phước.
Thành ra có người thiếu phước vô đây trí, tu trí huệ nó cứ chướng ngại hoài. Là cái phước thiếu. Cái phước đầy đủ thì tu trí huệ rất dễ dàng. Nhưng mà ở đó tôi làm phước hoài rồi, tất nhiên là cái thân này chết mất, không kịp tu huệ. Thế là sanh về cõi trời, gặp không có Phật Pháp thì chết. Có ai giảng cho mình nữa. Còn đây mai phước là cõi này lại còn Phật Pháp, còn chánh Pháp. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành ở đây cái thập nhị nhân duyên đó thì tôi muốn giảng, tôi nhắc lại là chúng ta không có giảng theo cái cũ nữa, mà chúng ta có một cách nhìn sâu hơn. Cái cũ không phải là sai, nhưng mà nó chưa đi đến giải thoát được. Cái cũ là vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc sanh ra lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu, hữu là trở lại vô minh. Và cái tiếng sanh đó là chúng ta hiểu lầm. Đa số những người giải thích, các nhà học giả mà giải thích kinh Phật hồi xưa giống vậy đó. Từ sau này có một số tham thiền, nó không, chữ sanh nó dễ lầm. Sanh tức là có một cái nhân, rồi có thời gian, có duyên trợ giúp cho nó mới sanh ra cái quả. Thì cái đó dễ hiểu, cái đó là thực tế thôi, mà cái đó là thế giới của chu kỳ. Thí dụ tôi gieo cái hột nhãn xuống, thì cái hột nhãn là cái nhân. Rồi có người trồng, có ánh sáng mặt trời, có phân, có bắt sâu rọ này kia, đó là cái duyên. Rồi thời gian mới lên cái nhãn, rồi mới cho cái trái nhãn. Thì cái trái nhãn là cái quả. Thì rõ ràng cái hột nhãn sanh ra cái trái nhãn. Cái nhận thức như vậy không phải là sai, nhưng mà không đưa chúng ta tới cái chân lý thật sự. Nó chỉ đưa tới lẫn quẩn thôi. Như giờ tôi muốn không có trái nhãn đó, tôi có thể muốn cái trái nhãn, tôi trồng cái nhãn là hột bự, bây giờ tôi muốn trái nhãn chú hút là hột nhỏ. Thì tôi có thể thắp cái nhánh là tôi thấy vợ Bạc Liêu ta thắp đấy. Là nhãn thắp nhãn thôi, thắp cái khác thì tôi không biết. Thì nó dẫn ra cái hột nhãn là thịt dày mà cái hột nhỏ xíu. Như vậy đó là nghiệp quả đấy. Mà nếu nghiệp quả thì sao? Thì lẫn quẩn trong cái nghiệp quả thì chúng ta làm cho cái nhãn càng bán mắt, càng được giàu có thêm. Cái sự nghiệp là vậy. Còn nếu không mà không biết làm gì thì nghèo túng hoài. Mà hãy giàu chưa phải là cái mai đâu. Mà giàu là cái phước thôi. Còn cái giàu mà biết đi tu, đi đến giải thoát là khác. Chúng ta thấy Việt Kiều ở đây biết bao nhiêu người, mà mấy người biết vô đây tu, đi thọ bát quan trai, đi nghe Pháp, ở ngoài chơi không à. Hưởng cái phước của con cái gửi về chết mồ rồi. Như vậy là sao đỏ đấy, hết phước rồi là tiêu đấy. Còn người ta biết, ta nghe Pháp, ta tu hành, ta đi qua cái trí huệ, người đó đi rất mau. Bởi vì thông thả rảnh trang, giống như người xuất gia vậy thôi. Thành là cái nhận thức nó nguy hiểm, nhận thức sai lầm là nguy hiểm. Thành ở đây tôi muốn nói cái thập nhân duyên là trở về, chúng ta sửa lại một chút. Là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, dài dài như vậy. Tới thủ duyên hữu, rồi hữu mới duyên trở lại vô minh. Cái duyên là gì? Cái duyên, chữ duyên là khó giảng. Chữ khoa học thường kêu là cái điều kiện. Thì nó đúng nhưng mà mới một phần mười của cái nghĩa của chữ duyên thôi. Duyên là điều kiện, duyên là cái dòng lời tối, cái xích mắt. Duyên là cái trợ giúp, duyên là cái dòng nối với nhau. Theo duyên là làm cho phát hiện ra. Nó rất nhiều, cái chữ duyên này nó rất nhiều nghĩa. Thành ra nếu chữ duyên này thì không phải là hột nhãn sanh ra cái cây nhãn rồi mới có trái nhãn, không phải như vậy. Mà chúng ta nói phải hột nhãn duyên ra cái cây nhãn duyên ra trái nhãn. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái hột nhãn và cây nhãn, trái nhãn nó có cùng một lúc. Cái này thì khó hiểu á, chư Phật tử phải khó hiểu đấy. Có cùng một lúc thì sao mà tôi dòm tôi thấy hột nhãn trước mà tới 3-4 năm mới có trái nhãn, mà sao chứ nói có cùng một lúc. À, cái nhìn đó là cái nhìn người trời, cái nhìn luân hồi đấy, cái nhìn thế giới chu kỳ đấy. Còn nếu có nhìn sắc na thì không có hột nhãn, không có cây nhãn, không có trái nhãn, mà chỉ là sự những cái chớp nhoáng mà thôi. Mà chớp nhoáng thì là thức nha, mà thức mà năng lực thì có một giống nhau, có cái gì khác đâu, cùng có một lúc. Rồi chúng sanh mới tùy theo cái nghiệp lực, cái chu kỳ của mình chụp mũ cho nó. Mà chụp mũ thì tất nhiên là cái nào mà đủ điều kiện, đủ duyên, nhiều chữ duyên rất hay đó. Đủ điều kiện, đủ cái nhân duyên, đủ cái khoen thì nó hiện trước. Nó hiện trước cái kia không phải là không có. Nó có rồi nhưng mà nó ẩn. Cái hiện cái ẩn, rồi khi đủ duyên đủ điều kiện rồi thì cái kia nó mới hiện. Thành đã trồng cái hột nhãn xuống thì trong đó đã có cây nhãn, có trái nhãn rồi, chứ không phải hột nhãn là sanh ra cây nhãn, sanh ra trái nhãn. Nói cái này thì đúng, mà đúng theo thế luân hồi, đúng theo cái thế chu kỳ chứ không phải là sai. Nhưng mà nếu nhìn sâu nữa thì cái hột nhãn này là thức, cái cây nhãn là thức, cái trái nhãn, cái quả nhãn là thức, nhân và quả đều thức hết, chỉ duyên nhau mà có chứ không phải là sanh. Cái này chư Phật tử đòi hỏi phải về tham thiền cho sâu ha, chứ tôi giảng thì tới đó thôi. Cái khả năng của tôi với cái văn từ tôi trình bày chỉ có tới vậy thôi. Như vậy chúng ta mới đi qua được cái chu kỳ.
chúng ta mới thấy dạng pháp là chỉ có thức thôi, dạng pháp duy thức. Thành ra có duy thức học là chỉ có thức thôi, chỉ có sự chớp nhoáng của cái thức mà thôi, tất cả đều không có, mà chỉ có nhất chân pháp giới thôi. Mà cái nhìn này đó thì chúng ta phải cái nhìn bằng Phật tánh, chứ không phải cái nhìn bằng tư tưởng. Cái nhìn Phật tánh tức là cái nhìn trực giác, nhìn thẳng vào sự vật mà không phê phán, không chỉ trích gì hết, thì thấy sự vật bây giờ nó sẽ, tư tưởng nó sẽ lộ nguyên hình của nó, là nó chỉ là chuyển biến từng sắc na. Xuyên qua cái chu kỳ chúng ta thấy từng sắc na, mà từng sắc na thì cái hột nhãn, cây nhãn và trái nhãn đều là sắc na hết, tức là đều là chớp nhoáng thôi, không có hình tướng như chúng ta thấy vậy. Mà nếu nói cây nhãn có hình tướng là tại sao cái con sâu á, nó lại thấy trái nhãn là món ăn của nó, thấy cái cây nhãn là món ăn của nó. Nếu mà nói là cây nhãn là cái cây không thể là món ăn, chúng ta đâu bao giờ ăn cái cây nhãn được, ăn là ăn cái trái nhãn thôi. Nhưng mà con sâu nó thấy, con ngọt nó thấy đó là cái món ăn của nó, vậy thì cái nhìn nó khác rồi. Rồi nếu cái con ruồi hay con chó hay con gì nó nhìn cái nhãn khác nữa thì chúng ta nghĩ sao? Vì cái nhãn là cái gì? Thật ra cái nhãn không là cái gì, chỉ là sự chớp nhoáng thôi. Mà hãy chớp nhoáng thì cái nhãn, hột nhãn, cái nhãn đều là sự chớp nhoáng thôi, là thức biến hiện, là không có gì hết, thì tất cả nếu có là có một lượt. Nhưng mà qua cái thế giới chu kỳ chúng ta thấy nó có thời gian. Nào, thời gian đối với không gian tương ứng, còn qua thế giới của sát na thì không có không gian nữa. Vì nó chớp nhoáng thì đâu không gian, thành ra thế giới đó là thế giới xuyên suốt. Mà thế giới xuyên suốt là thế giới thật, mà thế giới thật là thế giới không có hình tướng. Thành ra chúng ta thấy đạo Phật độc đáo. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta đi vào bài giảng hôm nay. Bây giờ tôi xin thưa một cái nữa, là cái cách giảng của tôi đó thì giảng vừa tiểu thừa vừa đại thừa, tức là vừa đi từ cái thấp lên cái cao, từ cái cao trở về cái thấp. Thì đạo Phật thường thường đưa chúng ta đó là đi từ cái cực đại hữu hình, hữu hình lớn nhất, chẳng hạn như cái quả địa cầu, hay là những cái tiểu vũ trụ, theo những cái quả địa cầu, những cái ngôi sao to lớn cực đại hữu hình, rồi đi tới cái cực đại thông thường, tức là những cái sự vật tịnh xá, nhà cửa, cái máy micro này kia, đó là cái những hữu hình mà thông thường của chúng ta. Rồi mới đưa đi tới cái hữu hình mà cực vi, cực nhỏ, đó là những con vi trùng, thấy không? Những cái điện tử, thấy không? Những cái vi khuẩn. Rồi mới đưa nhỏ xuống tới nữa, là đi tới muốn qua cái vô hình, tức là không gian. Không gian là cái nối tiếp giữa cái hữu hình và cái vô hình, là không gian. Rồi không gian rồi mới qua cái thức, thì không gian tới đây là mất không gian, chỉ còn có thời gian thôi. Đó là A Lại Gia Thức. Rồi từ A Lại Gia Thức mới đi tới nữa là phi không gian, phi thời gian luôn, đó là chân như. Rồi mới trở ra chân như là bao trùm hết tất cả vạn vật, thì mới nói là tới chân như, chân không mà diệu hữu. Thì cái chân không này nó sẽ bao trùm hết là tất cả những cái cực đại, cực tiểu, hữu hình, vô hình hết. Hay là nói cách khác, thì chúng ta thấy rằng cái thế giới của chúng ta nếu đi từ cực tiểu đó là cái không gian và phi thời gian, đó là địa ngục. Nghĩa là nơi đó chỉ có không gian mà không có thời gian, mất cái biết rồi. Rồi mới tiến lên cái là không gian, thời gian tương ưng mà thô tháo, đó là ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi mới tiến tới không gian, thời gian tương ưng mà di tế, đó là cõi người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Rồi lại đi tới bốn tiểu thánh, là thực nhận trở về cái thời gian mà phi không gian. Rồi mới đi tới A-la-hán là vượt khỏi tướng đỉnh, là nơi đó phi không gian, phi thời gian luôn. Cái này tập tử nghe hơi khó hay không? Nhưng mà phải đi đây, nó phải vậy. Rồi đi tới A-la-hán rồi phi không gian, thời gian, bây giờ mới tùy thuận trở lại những cái không gian, thời gian tương ưng, thô tháo, di tế. Rồi tới cái chỉ không gian không, rồi cái chỉ có thời gian không mà chưa có không gian, tùy thuận hết. Thì đạo Phật nó phải vậy. Nó đi trở ra từ cái thô tháo, đi ra cái di tế, từ di tế đi tới cõi vô hình, từ vô hình đi tới cái vô vi, rồi từ vô vi trở lại cái vô hình, rồi đi tới cái hữu hình, rồi thô tháo. Cứ thế mà tiến tới tiến lui mãi. Rồi cái thứ hai, giãn cách thêm nhập những nhân duyên nữa là của đời sống, đời con người, tức là những cái hữu hình và vô hình. Cái kia là đi tới vô vi đấy, cái này hữu hình vô hình, rồi mới tới chuyển biến của cuộc sống từng sát na. Thành ra chúng ta giảng thập nhị nhân duyên ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên của võ trụ. Giai đoạn thứ hai là 12 nhân duyên của đời người. Giai đoạn thứ ba là 12 nhân duyên của sát na, tức là cuộc sống của chúng ta.
Thành ra có nhiều người tôi giảng về 12 nhân duyên của vũ trụ, nói trời ơi, tôi giảng tôi không hiểu gì hết trơn á. Mà nếu tôi không nói trước đó là cái tiến trình của vũ trụ thôi, đi từ địa ngục cho tới Như Lai thôi, có gì đâu. Vì trong kinh tiểu thừa là không có giảng cái đó. Kinh tiểu thừa chuyên môn giảng thầy nhị nhân duyên của 12 nhân duyên của đời người thôi. Mà cũng ít có giảng 12 nhân duyên của sát na nữa. Mà nếu không thấy 12 nhân duyên sát na thì làm sao chấm dứt 12 nhân duyên lời người. Mà nhân duyên hồi cứ lẫn quẩn mãi. Nó đi từ từ cuộc sống này rồi khi chết rồi trở về vô minh rồi trở lại. Thành thức danh sắc ban sắc thân nữa là tạo nghiệp rồi trở lại vô minh. Cứ đi bốn đường thiện hết rồi đi bốn đường ác, ác rồi trở lại bốn đường thiện. Mà thiện ác là do đâu? Do ngũ quẩn, do tiến trình của từng sát na. Mà thấy được tiến trình sát na thì mới chấm dứt được tiến trình của đời người. Mà tiến trình đời người thì mới được độ cho cá nhân mình thôi, được đắc quả láng thôi. Còn cả vũ trụ còn đang đau khổ. Mà vũ trụ nếu mình chưa mà nhập được toàn thể pháp giới của vũ trụ thì cái quả mình chưa có tròn vẹn. Mà vũ trụ thì chúng ta không thể thấy là nó mất được. Sao là phải tùy thuận với nó, phải nhậm dẫn nó, phải nhịp nhàng theo cái nhịp sống của vũ trụ thì mới thành Như Lai được. Thì thôi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào thập nhị nhân duyên của vũ trụ. Dẫn giảng được 12 nhân duyên của vũ trụ thôi, tức là đi từ địa ngục cho tới Như Lai đấy. Thì chúng ta thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Thủ thì xuyên ra sanh tử, già chết, ưu bi, khổ sở. Rồi bắt đầu lọt là vô minh lại. Rồi thì chúng ta thấy ở đây nếu giảng theo vũ trụ đó, thì vô minh đây là vô là không, minh là sáng. Tức là không sáng, cảnh giới mờ mờ của vũ trụ, chứ không phải của chúng ta. Của vũ trụ tức là cái cảnh giới đó từ đời xưa giờ nó cứ mờ mờ, nó âm thầm như vậy mãi, chưa có sự vật, chưa có cái gì hết. Rồi do cái sự chuyển biến nó kêu là hành, nó chuyển biến từng sát na. Đây là chúng ta có thể nói là cảnh lờ mờ đó là một cái niệm bất giác từ chân như tịnh mà qua chân như động. Thì qua chân như động rồi nó mới lọt xuống cái thế giới chúng ta, mới sanh ra đầu tiên đó là hành. Hành là sự chuyển biến từng sát na. Thì mới qua chu kỳ là sanh ra đất, nước, lửa, gió, là bốn chất đó. Thì bốn chất đó là sanh ra đầu tiên nhất. Rồi từ cái bốn chất đó thì chúng ta thường kêu đó là địa ngục. Tức là chưa có cái biết, chưa có thân, chưa có tâm, nó trơ lì thôi. Rồi khi mà thọ khí âm dương gặp mưa nắng này kia đồ, nó mới sanh ra rong rêu lập đặt lên. Thì là rong rêu đó mới tiến lên cỏ. Chúng ta thấy nước ở trong tỉnh xá này không à, mấy ông mấy bà để lớp cát thì hồi đi nó không sao, nhưng mà có mưa xuống để lâu cái nó nổi lên cái rong. Đi mấy đò cái mấy bà mới đi theo đó mới bắt ếch, rồi có khi lại đo tỉnh xá còn bao nhiêu thước nữa. Thì chúng ta thấy để lâu cái nó nổi đặt lên là rong rêu đó. Mà rong rêu nó để lâu nữa nó sanh ra cỏ. Mà cỏ nó tiến tới lâu nó thành cây nhỏ tới cây lớn. Thành ra chúng ta thấy là đất nước lửa gió là ngạ quỷ đấy, tức là nó là địa ngục đấy. Rồi qua tới cái thức vô minh hành mới thức. Tức là bắt đầu có một cái biết đầu tiên. Thì cái biết đó trong đạo Phật kêu là thọ cảm, là cái biết phôi thai thôi, tức là của cỏ cây đó. Nó có cái biết là có cái cảm giác thôi, mà cảm giác này là cảm giác bất lạc, bất khổ thọ. Cảm giác thì có mà vui hay buồn chưa biết. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta lấy đồ đánh vô cái cây, cái cành nó không biết là đâu. Nó chưa có cái biết mà nó mới có cảm giác, mà chưa vui, không vui, không buồn. Thì cái đó chúng ta kêu là thọ, tức là thức, cái thọ cảm đầu tiên, vô minh hành thức. Rồi danh sắc là tiến tới loài thú. Danh là gì? Danh là cái tên gọi, tức là cái tâm. Còn sắc đây là sắc thân, bắt đầu có linh hồn đấy. Linh hồn nhỏ yếu nhất đó là tư tưởng. Bây giờ loài thú nó lấy tư tưởng làm linh hồn, linh hồn của nó đấy. Còn cái cỏ cây đó thì lấy cái thọ cảm làm linh hồn. Mà thọ cảm thì cái biết còn yếu ớt quá, chưa có đủ mà tạo ra cái sắc thân. Thành ra chúng ta thấy cái loài cỏ cây nó chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có cái thân thôi, còn mắt, tai, mũi chưa có đủ. Còn cái loài thú là có đủ rồi đấy, có danh sắc đầy đủ. Nhưng mà loài thú thì chưa có cái ý chí, chưa có biết cải sửa. Như hôm tôi giảng hôm trước đó, như con chó mà nó bệnh thì nó chỉ biết ăn cỏ thôi. Rồi nó ùa ra cái nhớt cái cỏ đó hết bệnh. Mà nếu không hết thì sao? Thì chết. Có vậy thôi. Còn con người thì khác, phải có thêm cái ý chí trong đó. Rồi thì ý chí tức là lục nhập. Lục nhập là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là quan trọng nhất.
cái ý bây giờ đầy đủ, nó phát hiện ở trên óc. Còn con thú là chưa có ý chí, nó sống bằng cái bản năng. Mà chúng ta nghe nói chửi mà sống bằng bản năng thì chúng ta biết là coi người đó là thú đó. Bản năng tức là sống không có sự suy tính. Mày làm việc mà không có đắn đo gì hết trơn, tức là mày chưa có cái nghiệp, chưa có ý chí. Có nhiều người làm việc làm thất bại hoài. Người ta dạy làm bánh bông lan hư một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, tám lần cũng còn hư nữa. Thì chúng ta biết người này là thú mới tiến hóa. Trong cuộc sống này có đấy. Có nhiều người rất khờ. Vô ngoài thầy giáo dạy rồi mệt. Có nhiều người dạy làm cái gì đó làm bảy tám lần cũng còn thất bại. Có nhiều người chỉ một lần là không thất bại. Có nhiều người thất bại một lần thôi. Thì đây là con người là người đấy. Có cái ý chí, có sự đắn đo, có cái sự tính toán. Thì nó mới bắt đầu qua là lục nhập. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, cái óc đầy đủ hết. Sáu căn đầy đủ. Nào vô minh hành thức danh sắc lục nhập từ tới xúc. Đó, thì chúng ta thấy cái lục nhập đó tức là loài cõi người Atula. Atula bởi nó có tới hai cái, một cái thấp hơn người, một cái cao hơn người, thành ra nhập vô cái cõi người. Rồi nó có lục nhập tức là có cái sự ý chí mà chưa có kinh nghiệm. Cái ý chí khác rồi cái kinh nghiệm khác nha. Ý chí tức là sự đắn đo, nhưng mà làm tới 7 8 lần thì mới là được cái vụ đó. Còn mấy người trời chỉ qua một lần người ta làm thẳng rồi. Mà ta làm càng ngày càng khéo. Càng khéo là nhờ cái kinh nghiệm của người ta. Mà kinh nghiệm tức là ai là gia thức. Nghe không? Ai là gia thức. Thành ra cõi người chưa có ai là gia thức. Lấy cái mạt na, lấy cái ý chí làm linh hồn. Còn lời thú lấy cái tư tưởng làm linh hồn. Nghe không? Thành ra vô minh hành thức danh sắc. Danh sắc là lời thú. Lục nhập là cõi người Atula. Nghe không? Xúc. Tới xúc đó là tới cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới là kinh nghiệm dữ lắm. Không phải là cái kinh nghiệm người ta có ai là gia mà, còn có người mới lấy cái mạt na làm linh hồn thôi. Rồi tới cái xúc đây là xúc đối với sự vật là chán cái cõi bài hành này rồi. Thành ra tôi nói là cõi trời dục giới là họ không có sanh đẻ, họ không có mang thai, họ không có giao cấu như người cõi trần chúng ta cõi đời này, mà họ chỉ nhìn nhau, cười một cái là họ có thai rồi, và họ bắt tay nhau, hoặc họ đá lông nhau, thế là có thai rồi. Mà có thai không phải mang bụng chữa như chúng ta ở đây, mà ở cái nách hoặc là ở cái bắp đùi nổi lên cái cục u. Rồi khi tới ngày tháng đứa bé ra đời khỏi ăn uống, khỏi nuôi vợ, nó đi cũng như là nuôi con trâu con bò, nó đẻ con vậy. Thì chúng ta thấy cái cõi đó là cái dục của nó rất là cao siêu, rất là tế nhị, rất là tế nhị. Thành ra nó có sự xúc đối là rất là cao siêu. Nhưng mà cao siêu chứ vẫn còn khổ, cũng còn chiếm hữu, còn bên ngoài. Còn có con cái, còn có người nam, người nữ. Do tới cõi trời sắc giới đó. Tức là tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì không có nữa. Không có cái ở ngoài, không có cái của ta nữa, mà chỉ có cái ta thôi. Còn cái kia là có của ta, có tự ngã của ta. Còn cõi trời sắc giới nhưng mà nó đè nhá. Chứ không phải là không có cái của ta đâu. Không có cái chiếm hữu bên ngoài. Và họ biết là những người bây giờ giữ tám giới là tương đương với cõi trời sắc giới đó. Là tối ngày cứ an trú trong hỷ lạc, lấy hỷ lạc làm sắc thân. Sắc thân mặc dù có nhưng mà không dùng tới, chỉ an trú trong hỷ lạc thôi. Mà an trú trong hỷ lạc thì không có chiếm ở ngoài, không có vợ, không có con, không có người nam, không có người nữ. Họ là đứng trượng phu thôi, không có căn nam nữ. Thì cõi này ngon đấy, chúng ta thấy là nó sướng đấy. Nhưng mà sướng cho hết phước cũng luân hồi thôi. Thành ra chúng ta thấy quả thánh thứ ba là sanh về cõi này. Quả thánh thứ ba là không còn dục nữa. Cõi này cũng không còn dục nữa nhưng mà đè xuống, không còn dục. Quả thánh thứ ba là vĩnh viễn không có đè, mà tự nhiên không có dục. Thành ra quả thánh thứ ba là không có sanh về cõi trời dục giới, mà không có sanh xuống bốn đường ác đạo. Rồi cõi cánh thứ nhất, thứ nhì đó thì còn trở lại cõi dục, trở lại cõi trời. Nhưng mà vĩnh viễn không xuống bốn đường ác đạo, còn trở lại cõi người nữa. Thì chúng ta phải hiểu đạo Phật rất là di tế, rất là thâm sâu. Nào thì tất nhiên chúng ta thấy cái xúc của cõi trời dục giới là cao thượng, di tế, nhỏ nhiệm. Các mẹ ăn uống đó thì chỉ ăn bằng những cái mật của các loài ong thôi. Ong bướm nó đi hút mật về đó. Rồi các ăn các ngày làm cái bánh bằng mật ăn. Rồi ăn vô nó khỏe, nó sống lâu, sống hàng triệu tuổi. Thì chúng ta thấy cái tuổi thọ các ngày rất rất nhiều, ăn rất đồ sung sướng. Các ngày cõi trời dục giới mà hửi thấy cái mùi đồ chai chúng ta các ngày chạy mấy trăm cây số, nó hôi thối. Còn nếu nhỏ hửi mà trâu bò thịt cá nữa thôi chắc các ngài chết luôn. Nó thúi chịu không nổi. Thành ra chúng ta đường tưởng món ăn chúng ta thấy ngon, đồ chai thơm phức, hoặc là mấy ông nhậu rượu thì thôi. Các cõi trời dục giới nó bịt mũi nó chạy chết luôn.
Còn cái cõi trời sắc giới đâu mà thấy mấy người cõi trời dục giới mà ăn mật ong những bánh ngon đâu, họ bịt mũi họ thôi thúi, họ không có ăn, họ chỉ ăn bằng cái hỷ lạc thôi, những cái cảm giác. Trong kinh rất rành đó, chỉ mấy cái này tôi coi rồi tôi bây giờ tôi mới hiểu sâu một chút đó. Nào thì họ chỉ ăn bằng cảm giác hỷ lạc, sơ thiền thì ăn bằng tầm sát, nhị thiền ăn bằng hỷ, tam thiền ăn bằng lạc, tới tứ thiền mới độc đáo, ăn bằng cái không vui không buồn, một trạng thái tỉnh bơ, một trạng thái bình thản thôi, mà gió bát phong không lay động được. Nào nước lụt hay gió bão hay là động đất được không đụng tới cõi tứ thiền được, sơ thiền nhị thiền tam thiền còn bị tiêu, tứ thiền không lay động được. À, bữa nào tôi rảnh tôi giảng sâu hơn cái đó thì chúng ta mới thấy là như vậy thì cái cõi trời tưởng đâu siêu rồi, thành ra cái xúc của cõi dục giới đó thì không được. Bây giờ các ngài mới qua cái thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Cõi trời sắc giới là thường thường sống bằng cái thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thì thọ bất lạc bất khổ, không có sống bằng sắc thân nữa mà sống bằng cái dây thần kinh cảm giác, an trú vào đó, không chiếm hữu bên ngoài nữa, thành ra không có lại lý độc quyền nữa, không có ai lấy mất cái này của mình nữa, không có đánh ghen, không có mà giữ trợn như chúng ta, không có đại lý học độc quyền mà chiếm hữu nữa, mà chỉ an trú trong cái của mình có, không ai lấy được hết. Thì các ngài cho là ngon rồi, nhưng mà thời gian các ngài thấy nó còn mất, thành ra các ngài mới chuyển hóa lên cõi trời vô sắc, là sống bằng ái, tức là sống bằng tư tưởng, bỏ cảm giác nó thô tháo, sống bằng cái tư tưởng. Mà tư tưởng gì là sao? Tư tưởng thì vô hình, vô hình tức là không có hình tướng. Nào thì các ngài tưởng tượng ra hư không thì các ngài là hư không, lấy cái hư không làm sắc thân, nên là cõi này là không có sắc thân, kêu là vô sắc tức là không có sắc thân. Rồi cái không gian này thấy nó còn thô, không gian là cái mấu chốt, cái môi trường từ cái vô hình qua hữu hình. Cái không gian chúng ta đừng có tưởng là nó vô hình nha, nó là cái mấu chốt. Nó nếu mà đi tới cõi trời sắc giới vô sắc thấy nó là có vật chất đây, nó thuộc về vật lý đấy. Rồi đi sâu nữa đó thì mới tới ai là gia thức, à, tới thời gian tuyệt đối đấy, tức là chỉ có sự chớp nhoáng đó. Thì bây giờ cái không gian mất, mấy cái này là cái khó hiểu á, chư Phật tử phải tham thiền cho sâu ha. Tôi giảng chỉ được vậy thôi. Thành ra không vô biên đó là lấy cái hư không, tức là đây là do mặt na tạo ra đấy, lấy cái hư không làm sắc thân. Mà chúng ta thấy hư không thì rộng lớn, hư không không bao giờ hoại diệt. Nhưng mà cái tuổi thọ hư không cũng có giới hạn thôi. Tuổi thọ này không phải là hư không thật sự, mà hư không này là hư không có tư tưởng, thành ra nó có giới hạn. Nhưng mà so với cái tuổi thọ chúng ta thì thôi, chúng ta không bằng cái lai nữa, nó hàng tỷ tỷ tuổi. Rồi bây giờ hư không các ngài thấy cũng chưa yên nữa, đi qua tới thức vô biên. Tức là lấy ai là gia thức là không gian bị quá giải vào thời gian. Nhưng mà thật sự không gian quá giải này là tưởng tượng thôi, chứ không phải là thời gian, đó là cái thật của cõi cực lạc. Thành ra cái này nó tương đương với cõi cực lạc, tương đương với nhất chân pháp giới đó. Nhưng mà đây là tưởng tượng thôi, nè. Chúng ta thấy là cái tư tưởng độc đáo, Đức Phật còn sợ đó mà. Tu đệ tử đừng có nhập vào tứ không, vào trong đó có con mê ly, có con bún đôi tay không ra đâu. Nó còn cái ăn trước trong đó cả tỷ tỷ năm rồi các con. Hết trước rồi con trở lại nữa thì tưởng cho cái công lao tu tập của các con. Bởi vì cái tu này đó là văn ôn võ luyện, còn tu thì còn, mà hết tu thì mất. Thành ra nó khổ do mình nhờ võ mình học rồi mình luyện hoài mà hãy bỏ qua thì không còn nhớ nữa. Bài học bây giờ mình thuộc lòng bỏ 2-3 năm không ôn lại quên hết. Cái này cũng vậy. Còn an trú con thiền định thì còn, mà không có an trú nữa thì mất, thì phải xa đọa lại. Thành ra chúng ta lấy ông quốc đầu làm phát, ông đi tới cõi phi tưởng phi tưởng mà chết đọa làm con chim phi ly. Bao nhiêu công phu, bao nhiêu cực nhọc trở lại số không. Mê ly quá mà chút sân một cái là bao nhiêu đường công đức. Ông tu tới vậy mà nổi sân một cái là tiêu hết cái cõi trời, rồi sắp giới xuống làm con trời thú. Mà nói chúng ta biết như vậy chúng ta mới đừng có tu tiên. À, tu tiên là cái bàn đạp thì tốt, nhưng mà phải qua Phật. Chứ ngừng ở tu tiên để mà hưởng phước thì chết. Còn những người tu tiên mà qua Phật thì rất mau. Bây giờ họ đã có nhất niệm cái thức, cái định lực rất mạnh, họ qua vô niệm rất mau. Thành là cõi trời vô sắc giới nào mà chịu qua bát nhã rất là mau. Nhưng mà trời ơi, không chịu qua đâu. Cái khổ là chỗ đó. Chứ các ngài qua thì rất mau, nhưng mà các ngài lầm tưởng cái cõi trời vô sắc này là niết bàn. Còn đi đâu nữa, còn kiếm ở đâu nữa? Nó lân lân, nó thanh tịnh, nó sung sướng vô cùng, còn đi đâu nữa? Và thành ra cõi trời dục giới mới bỏ qua cái xúc qua cái thọ, là hưởng cõi trời sắc giới. Rồi thọ cõi trời sắc giới mới cái thọ thấy cũng còn chưa được, còn sắc thân. Mặc dù sống bằng cảm giác, nhưng mà còn cảm giác của sắc thân, của dây thần kinh, tịnh sắc căn. Bây giờ bỏ luôn sắc thân, sống bằng vô sắc giới, sống bằng hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu. Vô sở hữu là chân không. Chân không tức là niết bàn tịch tịnh. Nhưng niết bàn tịch tịnh này của tư tưởng. Sao? Rồi phi tưởng, phi tưởng là niết bàn tịch tịnh, là chân không diệu hữu. Nhưng mà cũng vẫn là tư tưởng.
tư tưởng nó dám tưởng tượng ra những cái đó. Thì chúng ta thấy là cái này là cái dàn giả, đồ giả thôi. Nhưng mà khó ra. Thành ra qua tới cái ái là do cái tư tưởng mà nó lộng hành thôi. Nó tạo đủ cảnh giới hết. Nó tội tạo tới cái niết bàn của Như Lai, niết bàn A-la-hán, nó có đủ hết. Thành ra qua cái ái rồi đó thì chúng sanh mới thấy cái ái này sai. Đức Phật có giảng rồi bắt đầu mới bỏ cái ái này qua cái thủ. Thủ tức là từ nhập lưu với cưỡng lai bất lai vô sanh lãng là chấp thủ lấy cái đó. Chấp thủ lấy những cái niết bàn mà giả tạo, niết bàn mà do ái tưởng ra không vô biên thức vô biên hoặc là tứ thiền đó. Bây giờ phải xả bỏ cái thủ này. Mà cái thủ nặng nhất là thức thứ bảy. Là cái thủ là một danh từ khác của mạt na, một danh từ khác của nghiệp. Thành ra A-la-hán mà từ nhập lưu nhất vãng lai rồi biết rõ cái xúc, cái thọ, cái ái là cái trò chơi lẫn quẩn. Cái thọ là trò chơi cảm lẫn của cảm giác, cái ái là trò chơi lẫn quẩn của tư tưởng. Thì bây giờ phải dứt bỏ cái đó mà dứt không được. Tới bất lai mới dứt được khỏi dục thôi. Tới A-la-hán mới dứt được khỏi sắc, thì khỏi vô sắc mới dứt bỏ cái thủ. Nó thành ra mới là dứt bỏ cái thủ thì đắc quả A-la-hán. Nhưng mà kẹt vào cái hữu. Cái hữu là gì? Cái hữu lại là già. Tuy là mạt na nó chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí rồi nhưng mà chưa tùy thuận được với pháp chấp. Chưa tùy thuận với vô lượng vô biên sắc na. Từ vô lượng vô biên, từ cái sâu vô biên sắc na này nó mới chuyển ra vô lượng vô biên cái cảnh giới chu kỳ. Thành ra còn cái hữu, tức là còn ai lại gia, còn chứa tất cả những chủng tử thiện ác, phải quấy tốt xấu, kinh nghiệm kiến thức kia. Mà cái chuyển kiến sắc na này không thể nhìn nó mất được. Bởi vì nó là liên tục như tôi nói hồi nãy. Thành ra phải tùy thuận với nó, mà tùy thuận với nó là phải chúng sanh quá hiện vô lượng pháp giới hữu chu kỳ. Thì mình phải theo quá hiện chu kỳ. Mình nhắm dẫn nhịp nhàng tự tại trong mọi cảnh giới. Mà không phải một chúng sanh mà nhiều chúng sanh. Không phải một cảnh giới mà nhiều cảnh giới. Mà không phải nhiều cảnh giới một nhiều chúng sanh mà vô lượng cảnh giới vô lượng chúng sanh. Thì mới chấm dứt được cái hữu này. Thành ra muốn dứt được cái hữu này thì phải trở lại sanh, lão, tử, già, u, bi, khổ. Nhưng mà già, u, bi, khổ này là thể hiện già, u, bi, khổ. Chúng sanh khóc, trước nước chúng sanh đau khổ thì Bồ Tát phải nhỏ giọt nước mắt đại bi. Nhưng mà tâm chưa hề sao động. Chúng sanh cõi trời vui cười hớn hở được mà cảnh nước bàn thì Đức Bồ Tát cũng vui cười hớn hở nhưng tâm chưa hề sao động. Cái này là cái khó đấy. Cái khó đấy. Thành ra khi có ái thủ hữu thì Bồ Tát thể hiện sanh già bệnh tử sầu bi khổ sở rồi trở lại vô minh. A-la-hán thì đi tới là cái thủ thôi, là chấm dứt vô minh chi mạt. Ở niết bàn tịch tịnh thì cái hữu chưa có diệt được. Chưa có diệt cái hữu là chưa diệt pháp chấp. Hữu là cái chỗ căn cứ của A-la-gia chuyển biến từng sắc na. Còn cái hữu là căn cứ của chuyển biến chu kỳ. Nó nghiệp lực, nó từ sát na chuyển biến qua chu kỳ. Nó là cái môi trường để tạo ra tất cả cảnh giới từ vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ. Cái thủ là cái căn bản để tạo ra những cảnh giới kia. Mà cái căn bản cung cấp chất liệu cho nó đó là chuyển biến từng sát na, tức là pháp chấp của hữu. Thành ra Bồ Tát muốn diệt cái hữu thì không thể diệt mà phải tùy thuận với hữu. Tức là phải sanh, già, bệnh, chết, tu, bi, sầu, khổ. Nhưng mà chưa hề sao động tới cái tâm. Như vậy là tôi nói đó là thập nhị nhân duyên. Thì tới đây đúng 12 giờ rưỡi, tức là 1 tiếng rưỡi. Tôi tới đây xin tạm ngưng. Tóm lại, tôi nhắc nhở hôm nay đó là tôi nói về 3 khổ, tức là 8 khổ. Khổ đế 8 khổ, 3 khổ và 15 mạng chúng sanh. Đó là xong cái khổ đế. Còn phần tập đế thứ nhất là nguyên nhân chính của luân hồi sinh tử là tư tưởng. Cái thứ hai là cách chạy trốn tư tưởng lẫn quẩn theo đời và đạo. Và bài thứ ba tức là chúng ta phải thấy rõ tiến trình của tư tưởng. Thì bài thứ tư mới là tiến trình tư tưởng là ngũ quẩn. Và bài thứ năm tiến trình của ngũ quẩn qua 6 căn. Tôi nói lộn rồi đó. Cái tiến trình của tư tưởng là ngũ quẩn. Bài thứ tư là tiến trình của ngũ quẩn qua 6 căn. Rồi cái bài thập nhị nhân duyên là tóm hết lại những cái ngũ quẩn là 6 căn. Là nguyên nhân đầu tiên của tư tưởng là gì? Thì chúng ta thấy tóm hết là cũng do ngũ quẩn mà thôi. Và thập nhị nhân duyên thường thường người ta hiểu lầm là thập nhị nhân quả. Hồi đó tôi cũng giảng theo nhân quả thôi. Mà nếu theo nhân quả là chúng ta có lẫn quẩn mãi trong dòng chu kỳ, tức là sanh diệt. Chúng ta nghĩ rằng từ số 1 tới số 12 lẫn quẩn mãi, thì đó là thập nhị nhân quả đấy. Còn muốn dứt được cái nhân quả này, chúng ta phải thấy thập nhị nhân quả là thập nhị nhân duyên.
Tức là ngay trong cái chu kỳ 12 nhân quả này, chúng ta thấy 12 nhân duyên hay là duyên khởi nằm trong đó. Duyên khởi là chỉ có duyên thôi, không có nhân mà cũng chẳng có quả nữa. Mà nhân cũng là duyên, mà quả cũng là duyên. Đó là một cái độc đáo nhất của Đạo Phật. Thành ra tôi nhớ rằng tôi có đọc trong Kinh Đại Thừa đó, thì Tiểu Thừa nó định nghĩa hơi khác. Tiểu Thừa nói nhân duyên, nhân quả. Nhân duyên, nhân quả là kêu đúng ra là bốn chữ nhân duyên quả báo. Nhân là cái hột giống, duyên là cái trợ giúp, cái quả là cái trái, báo là đền đáp. Do cái hột giống, do cái duyên trợ giúp mới đền đáp lại cái quả, kêu là nhân duyên quả báo. Thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này thì tất nhiên cái gì cũng thuộc về nhân quả, không có thoát khỏi nhân quả được. Nhưng mà lên tới Kinh Đại Thừa, nhất là Thủ Lăng Nghiêm, bác bỏ hết nhân quả, không có nhân quả đâu. Thành ra bên Tiểu Thừa bên nó mới nói là Kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngoại đạo. Những người bác nhân quả là mấy người xa đọa xuống bốn đường ác, địa ngục vĩnh viễn. Nhưng mà thật sự nếu bác nhân quả là địa ngục vĩnh viễn đấy. Nhưng mà ở đây không phải bác. Ở đây cho thấy rõ rằng muốn giải thoát thì phải thấy rõ nhân quả là nhân duyên. Nhân quả vẫn còn đó, nhưng mà xuyên qua nhân quả mình thấy cái thực chất của nhân quả là phi nhân quả. Phi nhân quả là A-la-hán nhập vào thọ tưởng định thì phi nhân quả, nơi đó không có tam giới nữa. Còn Bồ-Tát thì phi nhân quả mà vẫn nhân quả dài dài. Tức là vẫn thể hiện ra nhân quả mà không dính mắc vào nhân quả, không dính mắc vào nhân quả là phi nhân quả. Mà vẫn thể hiện nằm ở trong nhân quả, duyên dung với nhân quả thì vẫn là nhân quả. Đó là cái khó khăn của Đạo Phật. Thì hôm nay tôi giảng theo cái tiến trình đó. Hồi xưa thì tôi giảng là do vô minh sanh ra hành, hành sanh ra thức, thức sanh ra danh sắc. Thì chữ sanh này là nhân quả. Nó không phải sai mà nó đúng như cái thế hiện tượng giới của chu kỳ, tức là cõi quế độ. Còn từ quế độ mà chúng ta muốn nhìn qua tịnh độ, qua cõi sát na thì chúng ta phải thấy nhân quả là nhân duyên. Mà nhân quả là chúng ta nhìn theo tư tưởng, còn nhân duyên là nhìn theo Phật tánh, theo Bát Nhã. Thì cái này khoa học đầu hàng thôi. Không thể dùng cái lý trí, cái thức thứ sáu này mà phân biệt, chia sẻ và hiểu được nhân duyên, nhân duyên được. Không hiểu được duyên khởi được. Nhân duyên người ta còn kêu là duyên khởi với là nghiệp cảm duyên khởi, do duyên mà khởi ra. Chứ không phải là do nhân quả. Nhưng mà như vậy không có mất nhân quả. Nhưng mà chúng ta có một cái gì không dính mắc vào nhân quả. Thành ra chúng ta mới nhớ là cái chuyện của Bách Trượng với Hồ Ly đó. Thì Hồ Ly đó hồi trước là một ông lão cũng là trụ trì tại cái núi đó trước ông Bách Trượng. Thì một hôm đó có một người đó hỏi ông, dạy cho Bạch Đại Đức. Đại Đức thấy rằng người Bạch Đại tu hành nó có lọt, có lạc vào nhân quả hay không? Thì ông nghĩ rằng nếu mà Bậc Đại tu hành lạc nhân quả thì có lâu là Bậc Đại tu hành nữa. Ông nói không lạc nhân quả. Không có lạc nhân quả, không có đọa vào nhân quả. Nói cái câu đó rồi ông về ông suy nghĩ mà không ra. Rồi nói nếu mà không lạc vào nhân quả thì đi đâu? Thì có đắc quả là hắn mà vô nước bạn tịch tỉnh mới là không lạc vào nhân quả. Nếu mà còn ở trần thế này còn thể hiện ra đời thì không lạc nhân quả thì lấy cái gì mà cứu độ chúng sinh? Tam giới này đâu? Ông suy nghĩ mãi không ra, ông làm con cáo trùng, con cáo già, con trùng. Mà không thoát kiếp được, bị cái suy tư đó chưa thoát được thì ổng phải khổ sở hoài. Tới chừng Bách Trượng mà đắc quả trở lại núi đó độ giáo quá này thì ổng chết mất rồi. Ổng chết, ổng thành con hồ ly. Thì một hôm ổng mới hiện hình lên làm người, ổng mới nghe pháp. Nghe pháp rồi ổng mới nhờ cái Bách Trượng này cứu độ. Ổng nói sau khi mà tăng chúng đi ra hết, ổng ngồi ở lại. Thì Bách Trượng nói ông lão già này có gì thắc mắc không mà tăng chúng ta đi hết, ông còn cái sở nghi gì mà còn ngồi đây? Nói bạch hòa thượng, con có một cái thắc mắc là từ trước con ở trụ núi này trước hòa thượng, thì con chết rồi hòa thượng mới lại trụ, thì có một vị khách tăng hỏi con là bậc đại tu hành có lạc nhân quả hay không, tức là có rơi vào nhân quả hay không, thì con trả lời là không rơi nhân quả, cho nó con mang kiếp trùng này 500 kiếp mà chưa thoát được, giờ bạch đại đức từ bi cho con một câu để con thoát khỏi, tức là cho cái nhận thức, cái kẹt là cái nhận thức thôi mà hãy kẹt nhận thức là mang lông đội sừng, mà thoát được nhận thức thì tất nhiên là đắc quả. Nên chúng ta thấy đạo Phật là đạo nhận thức, tức là đạo hiểu biết thôi. Hiểu biết toàn diện thì là Như Lai, mà hiểu biết biên kiến không rõ ràng thì tức là chúng sanh. Đó thì ông Bách Trượng mới nói bây giờ ngài hỏi lại đi. Thì ông mới nói hỏi bậc đại tu hành có lạc nhân quả không hòa thượng? Thì ông nói là bất muội nhân quả. Muội là gì? Muội là không mê mờ, không dính mắc vào nhân quả, chứ không phải là rớt vào nhân quả, không phải là không rơi vào nhân quả, không phải là không ở trong nhân quả. Bậc đại tu hành vẫn ở trong nhân quả mà không dính mắc, không mê mờ trong nhân quả. Ông nghe câu đó rồi ông nói thì ngày mai con sẽ thoát xác. Con rất cảm ơn hòa thượng. Ngày mai hòa thượng ra phía sau mà cái giảng đường này đó có một con trồn, con hồ ly nó chết, bỏ xác xin hòa thượng an táng theo
theo cái lễ của tăng, tức lễ của người tu đó. Thì ông Hòa Thượng Bách Trượng mới biết rằng đây là con chồn kiếp trước mà bị cái một câu, một cái nhận thức mà sai lầm, nó kéo mãi không đi tái sanh được, không siêu giải thoát được. Thì bữa sau ông mới cho cái diện niết bàn hay là có một nhà sư chết, bây giờ chúng ta phải ra đó an táng theo nghi lễ của nhà sư của tăng. Thì chúng tôi nói, trời ơi, đâu có ai bệnh, đâu có ai chết gì đâu mà sao Hòa Thượng nói kỳ vậy. Rồi tụi nó ấy mà có người chết, thôi đệ tử đi theo ta ra đây. Ông đi ra phía sau núi, ông mới lấy cây gậy, ông dít dít có cái xác con trùng. Ông mới kêu tăng chúng là an táng theo cái nghi thức của nhà tu, của người tu. Thì do đó ông lão trùng mới thoát kiếp được. Thôi đến đây xin tạm ngưng. Tôi kinh cầu chúc cho pháp hội của chúng ta được giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi còn chút xíu nữa. Chút xíu là không phải pháp lý mà là pháp hội của chúng ta. Thì tôi thấy ở đây chư Phật tử thiện nam tín nữ nhìn thấy ha, thì bên nữ hầu hết là 70-80 người, thì toàn là áo giới coi rực rỡ sáng lòa, thấy không? Còn bên thiện nam thì tôi thấy cũng 30-40 người mà chắc có 1-2 cái áo giới không lẽ loay quá. Thì tôi thấy tôi có đó lỗi cho tôi thôi, tôi hơi xấu hổ một chút. Thì tôi yêu cầu thiện nam làm cho tôi rực rỡ một chút, tức là bên tín nữ làm sao bên thiện nam cũng vậy. Bên thiện nam có bộ tối hù mà, bên tín nữ là rực rỡ màu trắng sáng, trong trắng rực rỡ. Bên thiện nam thì mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ đen đủ thứ hết, cái áo giới không dám chồng vô. Có một số thì có mặc áo giới cũng 4-5 người rồi đó, mà thấy lẹ que không ai mặc thôi tôi cũng bỏ luôn, ai sao tôi vậy. Thì chúng tôi thấy là thôi thiện nam cũng nể kính tôi chút xíu, mỗi người đáng may cái áo giới. Cái bữa cúng hội tháng có 2 ngày thôi, mặc vô coi nó rực rỡ một chút. Thiện nam là rường cột của tịnh xá mà, thì mình là đứng ra mình ấy thì phải làm cho tín nữ người ta nể một chút xíu, tôi phục mình chút xíu, mình là anh cả mà, thì phải làm sao cho nó sáng tỏ. Tôi chỉ yêu cầu thôi nhé, chứ tôi không bắt buộc. Mà tôi thấy các tịnh xá khác đó thì thiện nam không bằng đây đâu, có 10 mấy ông mà ông nào nấy cũng áo giới đàng hoàng hết, 10 mấy mà ta ra rẻ lắm. Mình đây tới 40-50 mà tôi thấy le que có 1-2 ông có áo giới thôi. Còn giờ mình tính nữ thì hết 70-80 mà hết 60-70 là áo giới không rực rỡ. Thì tôi xin nhắc nhở vậy thôi. Thì thôi tới đây xin tạm ngưng. Thì bữa nay có ai thọ giới không ha? Có hả? Thọ giới ra ngồi trước này đi. Đây đoạn. Nhưng tôi xin nhắc này chút nữa là tôi quên. Thường thường thọ giới đó thì chư Phật tử phải học lễ trước. Rồi sau đó nhất là thọ quy y Tam Bảo. Thì tôi thường hay quên đó, quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì có người hỏi vậy rồi con gặp bà chú xứ hoặc là quan công con lại được không? Lại là bể Pháp Tam Quy, phải đi quy y lại. Thấy không? Thọ giới thì khỏi, nhưng mà cái quy y Tam Bảo là sót đấy. Nghĩa là theo Đạo Phật đó, thì người 5 giới lễ người 8 giới. Chứ người 8 giới không được quyền lễ người 5 giới, để lễ là mất Pháp Tam Quy. Thành ra hồi tôi xuất gia cũng vậy, quý sư nói đi lễ với cha mẹ lần chót đi. Tôi hỏi làm gì lần chót, sư vừa chết sao? Nhưng không phải, lễ rồi không còn lễ nữa. Rồi sao cha mẹ gặp sư, cha mẹ lại thôi, chứ sư không có lại cha mẹ nữa. Thì bên miên người ta không hiểu, đa số Phật tử không hiểu, nói là lễ là lại cái áo. Không phải cái áo nữa, cái áo thôi mình ra mình chợ mua cái y, mình treo trên đó mình lại đi, lại cho đã đời đi. Không phải lại cái áo, mà lại cái giới hạnh của sư đó. Mình cha mẹ mình làm không được, mà nó con nó làm được. Thành ra người 5 giới là phải lại, người 8 giới coi như thầy. Còn người 8 giới mà lại người 5 giới thì mất có Pháp Tam Quy tiêu rồi đâu, phải thọ quy Tam Bảo lại. Thành ra mình lại thành, ông Quan Công đó là thiện thần, bà chú xứ là thiện thần. Trong lúc mình chưa thọ giới thì bà nhờ bà hộ mạng, chúng ta kêu là hộ mạng ở ngoài đó. Nếu không có bà thì chắc mình chết. Thành ra mình sợ quá, mình phải nhờ hộ mạng. Có bài đặt ra thế tư tưởng là Quan Công mà cầm cây dao bên tay trái rồi đó, lúc đó còn đánh giặc. Mà khi ổng thôn giặc, ổng cầm cái thanh long đao qua tay trái. Bài dễ tùm lum hết, thấy không? Thì đa số ở đây Phật tử là nào cũng có thờ chùa bà chú xứ đó, bà kêu bà mẹ sanh gì đó.